Top 10 cầu thủ dê bóng hay nhất lịch sử thế giới bóng đá phần 1. Top 10 Roberto Baggio, Italia, sinh ra ở Italia, nền bóng đá nổi tiếng với triết lý phòng ngự thực dụng với số số những hậu vệ chứ danh nhưng Roberto Baggio lại có lối chơi kỹ thuật, giàu tính cống hiến. Tóc đuôi ngựa thần thánh có lối chơi nghệ sĩ, từng khiến rất nhiều khán giả phải mê mẩn bằng những pha xử lý tinh tế. Ngay sau đỉnh cao là quả bóng vàng 1993 thì đáng tiếc anh lại rơi xuống vực thảm với pha đá hỏng luân lưu khiến Italia gục ngã trước Brazil ở chung kết World Cup 1994. Top 9 Pele, Brazil, không chỉ có khả năng dứt điểm lợi hại, chơi tốt cả hai chân, không chiến đáng sợ mà Pele còn có kỹ năng dê bóng xuất sắc nhiều kỹ thuật, tốc độ và thể lực sung mãn. Việc có trên 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp khiến nhiều người quên rằng Pele cũng khả năng dê bóng xuất sắc. Mới đây, vua bóng đá đã qua đời ở tuổi 82 vì bệnh ung thư khiến cả thế giới tiếc thương. Top 8 Rivelino, Brazil. Rivelino được coi là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Brazil, từng tham dự 3 kỳ World Cup cùng Selecao. Không chỉ có kỹ năng đá phạt lợi hại, chuyền bóng tốt mà ông còn có khả năng dê bóng cực kỳ điều luyện. Di sản của huyền thoại này là kỹ năng flip flap, đẩy bóng sang một bên rồi ngoặt theo hướng ngược lại. Đây là kỹ thuật rất khó, từng được Romario, Ronaldo Zelima, Ronaldinho học theo. Top 7 George Best, Bắc Ireland. George Best được coi là huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bắc Ireland. Tên tuổi của ông gắn liền với MU. Chơi tiền vệ hoặc chạy cánh nhưng George Best có hiệu suất ghi bàn rất tốt, đặc biệt là dê bóng điều luyện nhờ kỹ thuật và xử lý tốt bằng cả hai chân. Đáng tiếc, lối sống phóng túng đã khiến không chỉ sự nghiệp chơi bóng mà cả cuộc đời ông rơi vào tăm tối. Top 6 Johan Cruyff, Hà Lan. Johan Cruyff là một trong những huyền thoại giàu ảnh hưởng nhất lịch sử bóng đá nhờ thành công đáng kinh ngạc tại Ajax, Barca và đội tuyển Hà Lan. Có thể chơi rất nhiều vị trí, Thánh Cruyff có kỹ thuật đi bóng xuất sắc. Ông thường dùng kỹ thuật xông thẳng vào hàng thủ đông người của đối phương. Ông cũng để lại một bí kíp có tên Cruyffton, cú xoay Cruyff, giả sút rồi quay bóng theo hướng ngược lại.